viên sức rất là nguyên bài đó. Nhiều vào quá rồi. Hay bữa khác quay như này. Dạ. Học thuộc cho nó dễ. À, đừng có học thuộc, em cứ tự nhiên đi, cũng bài tập exercise thôi mà. Nó chỉ nó từ đưa ra nhìn thấy nó sơ sai. Học thuộc. Nhạc sĩ thị tấu hơi ổi chết cha đang nói tới đâu rồi. Liếc mắt theo. Hồi nãy em tới dấu hồi rồi quay lại đâu? Nãy đang ở đâu đây nè. Không, dấu hồi nè, thôi rồi. Quay lại đây đúng không? Rồi qua đây xong rồi tới đâu rồi? Nãy chạy qua đây xong rồi, ở trên da qua. Nãy giờ mình tới Colossus nè. Mình tới Colossus á. Thật ra là em nhớ hết rồi. Nghĩa là khi mà người ta chơi một bài hết á, là không để nguyên năm tờ giấy đâu, phải ghi một cái tờ giấy riêng. Thì nó có phiên khúc nè. Intro, reverse, chorus, breakdown. Thì em ghi một cái tờ riêng ra intro là cái thoại gì đó. Đó là gặp chorus, breakdown. Em ghi gặp cái cạnh đó ra. Xong rồi dẹp hết tên là cái tờ này. Nhìn những tờ giấy nhỏ là đánh. Ngày nào thôi tới cuối cùng rồi dùng tờ giấy nhỏ đó luôn, đúng không? Bây giờ mình ngưng chút để mình ghi chú lại thử thôi ha. Và em sẽ nhìn được cái tổng thể của cái bài hát là cái vòng con đó. Nó thay đổi, nó giống chỗ nào, nó khác chỗ nào ở từng cái khúc ha. Để ghi chú lại chút nè.